Chương trình liên kết quốc tế là chương trình chính quy của Đại học Bách Khoa. Đây là mô hình đào tạo 2 cộng 2, nghĩa là 2 năm đầu bạn học tại Bách Khoa và 2 năm cuối bạn sẽ được chuyển tiếp sang trường đối tác như Mỹ, Úc, New Zealand và Nhật Bản. Để vào học chương trình liên kết quốc tế, bạn cần phải có chứng chỉ tiếng Anh đầu vào, cụ thể là IELTS 6.0 hoặc TOEFL IBT 79 trở lên. Nếu bạn chưa có chứng chỉ tiếng Anh, bạn sẽ được kiểm tra và xếp lớp học tiếng Anh trong học kỳ Pre-University cùng nhiều hoạt động bổ ích khác. Cuối kỳ, nếu bạn qua được thì bạn sẽ được vào học chương trình chính khóa. Chương trình được giảng dạy tại cơ sở quận 10, cơ sở vật chất hiện đại như phòng học, phòng thí nghiệm, sân chơi thể thao và thư viện. Về phương thức xét tuyển, chương trình sẽ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông, xét tuyển các thí sinh Việt Nam và nước ngoài tốt nghiệp các chương trình trung học phổ thông quốc tế như Úc, Mỹ, Canada, Anh Quốc. Để chuyển tiếp du học, sinh viên phải hoàn tất chương trình đào tạo giai đoạn 1 với GPA và IELTS, TOEFL, IBT thỏa yêu cầu của đại học đối tác, đồng thời đáp ứng điều kiện tài chính để du học. Sau đó, trường Đại học Bách Khoa sẽ tư vấn, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ chuyển tiếp và tất nhiên, bằng sẽ do trường đại học đối tác cấp.